Thưa quý vị, thời điểm cuối năm, các hoạt động kinh doanh thương mại diễn ra khá nhộn nhịp. Đây cũng là thời điểm xuất hiện nhiều hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Do đó, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được Ban chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng tăng cường triển khai. Trong đó tập trung vào một số mặt hàng trọng điểm như bia, rượu, xăng dầu, thuốc lá, phân bón, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hàng điện tử, điện thoại di động, gỗ, hóa chất. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là 187 kiện hàng vận chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ và bị lực lượng chức năng phát hiện tại km 15 đường Tránh Nam Hải Vân hôm ngày 17 tháng 11 vừa qua. Tại thời điểm kiểm tra, tất cả số hàng hóa này gồm quần áo, giày dép, mỹ phẩm, hàng điện tử đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Có cái khó khăn là bây giờ là cái chế độ hóa đơn chứng từ để mà hợp thức hóa các loại hàng hóa mà không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu. Đó, thì lực lượng chức năng cũng sử dụng rất nhiều cái biện pháp nghiệp vụ phối hợp với lại các cơ quan chức năng ban ngành có việc kiểm soát hàng hóa trên địa bàn phố. Một tuần sau, tức ngày 21 tháng 11, lực lượng công an quận Thanh Khê đã phát hiện nhiều kiện hàng nghi là hàng lậu được vận chuyển qua ga Hóa Vận thuộc ga Đà Nẵng. Qua kiểm tra phát hiện 150 thùng hành nhân, 18 thùng hạt giả cười và nhiều kiện hàng thiết bị vệ sinh, máy hút mùi. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ và đều có nhãn mác bằng tiếng nước ngoài, đồng thời chưa xác định được chủ sở hữu. Phương thức thủ đoạn chủ yếu mà các đối tượng sử dụng đó là không có hóa đơn chứng từ hoặc là sử dụng những hóa đơn chứng từ xoay vòng và thường sử dụng những cái phương thức vận chuyển rất là tinh vi để tránh cái sự quan sát, sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan điều tra. Đánh giá về thủ đoạn buôn lậu của các đối tượng trong thời gian qua, đại diện Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, tại khu vực cảng biển, một số đối tượng lợi dụng việc doanh nghiệp nhập khẩu được phân luồng xanh, các đối tượng đã mở tờ khai nhập khẩu các loại hàng hóa thông thường, nhưng khi bị kiểm tra đã phát hiện là hàng cấm, hàng lậu như cần sa thực vật, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, sản phẩm động vật hoang dã. Chúng tôi đã triển khai nhiều các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, trong đó là có thu thập thông tin và nghiệp vụ trên cái hệ thống quản lý rủi ro để đánh giá rủi ro, đánh giá cái mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, đánh giá rủi ro của lô hàng để từ đó đưa ra các biện pháp kiểm soát trước khi mà tàu đến. Thì chúng tôi đã có thông tin cụ thể về cái lô hàng đó là có dấu hiệu rủi ro, có dấu hiệu buôn lậu. Và một cái biện pháp thứ hai nữa là các thông tin phối hợp của các cơ quan quản lý, ví dụ là bên công an, quản lý thị trường. Để tăng cường kiểm soát thị trường dịp cuối năm, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có văn bản số 5811 về tăng cường công tác điều hành giá các tháng còn lại năm 2022. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo giám sát các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các công ty thương mại đầu mối lớn cung ứng lương thực thực phẩm và một số hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thành phố, tăng cường dự trữ, cung ứng hàng hóa, đảm bảo xuyên suốt, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong khi đó, Cục Quản lý Thị trường thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, không thực hiện niêm yết giá, bán hàng không theo giá niêm yết đối với những hàng hóa dịch vụ thiết yếu, thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý niêm yết giá đến các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề về hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịp cuối năm 2022, trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023.